Theo giới quân sự phương Tây, sau khi kiểm soát Bakhmut, Nga có thể tiếp tục đánh thị trấn quan trọng Chasovia ở phía tây Bakhmut. Hôm 28 tháng 5, các nhà quan sát quân sự của tạp chí Military Watch của Mỹ nhận định rằng Ukraine có thể mất quyền kiểm soát Chasovia, Chechnya, sau khi lực lượng Nga giải phóng Artemov, Ukraine gọi là Bakhmut, một thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, chính Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng đã cảnh báo sau khi mất Artemov, lực lượng vũ trang Ukraine có nguy cơ mất các thành phố lớn như Slaviansk và Kramatorsk, và Chaiviya nằm ở phía tây Bakhmut sẽ là cứ điểm đầu tiên bị Nga nỗ lực đánh chiếm trên con đường tiến tới Slaviansk và Kramatorsk. Các tác giả lưu ý rằng, Artemov có tầm quan trọng chiến lược cao vì các nút giao thông hậu cần cho lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Donbass đều đi qua vùng này. Việc thành phố này bị Nga chiếm giữ có thể gây nhiều khó khăn cho các nhóm quân Ukraine ở phía nam Donetsk. Được biết, Chechnya là một thị trấn thuộc quận Bakhmut, tỉnh Donetsk, nằm cách Bakhmut 10 km, 6,2 dặm, về phía tây. Chechnya có một nhà ga đường sắt nhưng đã bị Nga pháo kích phá hủy vào ngày 9 tháng 7 năm 2022. Tính đến tháng 1 năm 2022, thị trấn này có dân số khoảng 12.250 người. Nhưng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi chiến sự diễn ra ác liệt ở Artemov, chỉ còn khoảng 1.500 cư dân ở lại thị trấn này. Sau khi mất Solna vào ngày 16 tháng 1 năm 2023 và sự thất thủ của Klitschka vào ngày 20 tháng 1, Chechnya đã trở thành một trung tâm then chốt cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trên mặt trận Donetsk vì đây là con đường duy nhất để quân đội Ukraine tiếp tế lực lượng và phương tiện cho thành phố Bakhmut bị Nga bao vây. Chechnya đóng vai trò như một vị trí tái tập hợp binh lực, nơi quân đội Ukraine luân phiên ra vào thay quân ở Bakhmut, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và tiếp tế. Với vị trí quan trọng như vậy nên vào đầu tháng 1 năm 2023 lực lượng Ukraine đã tổ chức xây dựng hệ thống hầm hào, công sự kiên cố, lô cốt cố thủ và cài đặt các bãi mìn trên các con đường và ngoại vi của thị trấn này. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2023, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trên bộ không thành công vào các vị trí của Ukraine trong khu định cư Kazovnya. Các cuộc tấn công tiếp theo vào ngày 8, 9 và 10 tháng 5 cũng bị đẩy lui và không có thêm cuộc tấn công nào kể từ đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vào thời điểm hiện nay, khi quân Nga đã đánh chiếm thành công Bakhmut, họ sẽ tập trung toàn bộ binh lực để đánh chiếm thị trấn này, nối thông đường đến Slaviansk và Kramatorsk. Với lực lượng đồn trú sẵn ở đây và lực lượng rút về từ Bakhmut, Ukraine sẽ biến Kazovnya thành một cứ điểm phòng thủ mới khá kiên cố, trong nỗ lực ngăn chặn quân Nga đánh chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk, hiện thực hóa mục tiêu trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt là giải phóng hoàn toàn vùng Donbass. Điều thuận lợi với Nga là họ đã chiếm xong thành phố Bakhmut nên có thể tập trung binh lực cho chiến dịch tấn công Kazovnya. Hơn nữa, do cư dân trong thị trấn đã di tản gần hết nên lực lượng Nga có thể phát huy được tối đa ưu thế về hỏa lực của mình. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.